rồi, bài test thứ hai nhé. Câu hỏi thứ nhất, vật giá mang lại lợi ích gì cho người bán? Vật giá mang lại lợi ích cho người bán là khách hàng mua bán sẽ giảm giá sản phẩm nhiều hơn. Tại một khi mà tăng các vật giá một ngày có một triệu lượt view thì sẽ giảm bán, sẽ giảm bán hàng của mình, giới thiệu sản phẩm của mình và đẩy mạnh cái thương hiệu của người bán. Ngày nào cũng phải quay. Vậy còn với người mua thì vật giá mang lại lợi ích? Người mua thì họ có thể tìm kiếm các sản phẩm của mình dễ dàng, mua hàng dễ dàng hơn và thuận tiện, không mất thời gian, họ chỉ cần việc ở nhà và mua hàng, không cần thì ngay lập tức sẽ có người mang hàng đến cho họ, không cần đi lại, không mất thời gian. Ngoài ra thì họ cũng có thể lựa chọn nhiều sản phẩm cùng một lúc, vật giá mang lại vật giá có rất nhiều các sản phẩm khác nhau, về công nghệ, thời trang hay là một số các sản phẩm khác. Câu hỏi tiếp theo là tại sao các doanh nghiệp nên quảng cáo trên vật giá .com? Tại vì vật giá hiện nay đang là một website thương mại điện tử nhất Việt Nam. Thứ hai là lượt view mỗi ngày của vật giá là khoảng 1 triệu lượt view mỗi ngày. Khách hàng sẽ dễ dàng bán và mua trên đó. Nên là vật giá sẽ là lựa chọn. Dừng câu hỏi cuối. Một ngày trên vật giá có bao nhiêu lượng truy cập? Một ngày trên vật giá có khoảng 1 triệu lượt view mỗi ngày.